Trung Hán Lương, ông chú đã đẹp trai còn hài hách tuổi của Cbiz. Trung Hán Lương được mệnh danh là một trong số những trai đẹp trẻ mãi không già của Cbiz. Lăn lộn gần 30 năm trong nghề, Trung Hán Lương hiện tại là hình mẫu tiền bối chuẩn mực được nhiều thế hệ đàn em noi theo và học hỏi. Nam diễn viên được mệnh danh là ông hoàng ngôn tình, tham gia không ít những bộ phim tình cảm đình đám cùng các bạn diễn xinh đẹp không kém. Thế nhưng, cuộc sống đời tư của anh vẫn luôn sạch bóng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Năm 2020, Trung Hán Lương đánh dấu sự trở lại với thể loại cổ trang với dự án Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Tạo hình gần đây nhất của anh đang gây bão mạng xã hội vì trẻ trung tươi mới, không khác gì thanh niên tuổi đôi mươi. Vậy, Trung Hán Lương đã lát gạch con đường diễn xuất của mình thế nào để duy trì danh xưng nam thần không tuổi cho đến hiện tại? Trung Hán Lương, ông hoàng ngôn tình khuynh đảo màn ảnh nhỏ nhờ bên nhau trọn đời. Trung Hán Lương sinh năm 1974 tại Hồng Kông, trong gia đình có bố mẹ, hai chị gái và em gái. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1992 cùng bộ phim Thiếu niên ngũ hổ của đài TVB. Từ năm 1993 đến năm 2013, Trung Hán Lương tham gia hàng loạt dự án lớn nhỏ từ truyền hình đến điện ảnh. Những tác phẩm nổi bật của anh bao gồm Lặng lẽ yêu em, Tứ đại danh bộ kinh sư, Lục đỉnh ký, Khang triều bí sử, Không kịp nói yêu em, Thiên long bát bộ, Secret Garden. Thực tế, nhờ quá trình vào ngành khá lâu đời, Trung Hán Lương vốn không phải gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, đến năm 2015, Trung Hán Lương mới thực sự tạo được bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi khiến khán giả màn ảnh nhỏ được phen đảo điên với vai diễn Hai Dĩ Thầm Trong Bên Nhau Trọn Đời. Bên Nhau Trọn Đời là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Cố Mạng. Hình tượng luật sư Hai Dĩ Thầm hoàn hảo, lạnh lùng, si tình trong truyện vốn là hình mẫu của hàng triệu thiếu nữ. Theo lời cộng đồng người hâm mộ, đây là kiểu người không thể tìm thấy ngoài đời. Thế nhưng khi phim phát sóng, Trung Hán Lương xuất sắc nhập vai nhân vật, mang Hai Dĩ Thầm từ trong truyện bước ra ngoài đời khiến khán giả ngạc nhiên, đồng thời gây dựng được tiếng vang lớn. Danh xưng ông hoàng ngôn tình của Trung Hán Lương cũng từ đây mà hình thành. Trung Hán Lương, hành trình thoát mát trai ngôn tình để quay lại với kiếm hiệp cổ trang. Sau Bên Nhau Trọn Đời, Trung Hán Lương dường như có động thái muốn thoát khỏi hình mẫu trai ngôn tình, quay trở lại con đường đóng phim cổ trang, vốn là sở thích và sở trường xuyên suốt những năm hoạt động trong ngành, nên cùng với Angelababy, Trung Hán Lương nhận vai tướng quân Sở Bắc Tiệp trong bộ phim cổ trang Cô Phương Bất Tự Thưởng. Tuy nhiên, lần quay đầu này lại xui xẻo gặp phải khá nhiều lùm xùm làm bùng nổ dư luận tranh cãi. Cụ thể, trong quá trình ghi hình, dù báo chí và truyền thông đưa tin, Trung Hán Lương và Angelababy đã trải qua khoảng thời gian quay phim vất vả, đồng thời ca tụng sự nỗ lực và cố gắng của hai ngôi sao. Tuy nhiên, trái ngược với câu chuyện có phần tầng bốc hình tượng được báo đài thêu dệt đẹp đẽ, một nhân viên trong đoàn đã ra mặt tố cáo Angelababy và Trung Hán Lương chẳng lên phim trường được bao nhiêu ngày, những cảnh quay khó ngoài trời nắng nóng đều có diễn viên đóng thế, sau đó dùng kỹ xảo ghép mặt. Tệ hơn, còn có tin đồn Angelababy và Trung Hán Lương đuổi diễn viên đóng thế vì họ có gương mặt và ngoại hình quá giống mình. Không dừng lại ở đó, Cô Phương Bất Tự Thưởng khi phát sóng còn bị cư dân mạng ném đá là rác phẩm do khâu đầu tư hình ảnh, kỹ xảo sơ sai. Một số người còn chỉ trích ekip phim dành phần lớn ngân sách để trả các xê khủng cho hai ngôi sao lớn nên không còn tiền đổ vào khâu hình ảnh. Sau pha tìm lại đam mê không mấy êm đẹp, Trung Hán Lương không bước tiếp con đường cổ trang mà quay lại với lối mòn từng giúp mình lên đỉnh cao. Năm 2017-2018, Trung Hán Lương tham gia vào hai dự án Đô Thị Tình Duyên, Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa và Lương Sinh. Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương? Cả hai tác phẩm này đều được công chúng đón nhận nồng nhiệt và đạt được những thành tựu nhất định. Bản đi một thời gian, cuối năm 2020, Trung Hán Lương lại rục rịch tái xuất với thể loại cổ trang qua Cẩm Tâm Tựa Ngọc, đóng cặp với Đàm Tùng Vận. Trong phim, Trung Hán Lương vào vai tướng quân băng lãnh, siêu ngầu. Tuy đã có vết xe đổ vào 3 năm trước, nhưng khán giả vẫn mong rằng anh sẽ bứt phá ngoạn mục và có được thành công ở lần thứ 2 làm tướng quân. Có thể thấy, sau một vòng luẩn quẩn kéo dài nửa thập kỷ, thì cho đến tận thời điểm hiện tại, Trung Hán Lương vẫn chưa từng từ bỏ sở trường là những vai diễn cổ trang, dù trai ngôn tình mới là thương hiệu giúp anh đạt được những bước ngoặt trong sự nghiệp. Trung Hán Lương bị chê già khi đóng cặp Đàm Tùng Vận. Khoảng cách 16 tuổi với bạn diễn khiến nam thần một thời nhận ý kiến trái chiều khi tái xuất trong phim cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Cẩm Tâm Tựa Ngọc được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi. Phim xoay quanh nữ chính Mặc Ngôn Đàm Tùng Vận xuyên không về thời nhà Minh, trở thành cô con gái nhà quý tộc có tên Thập Nhất Nương. Thập Nhất Lang bị gả làm vợ lẽ cho phủ Vĩnh Bình Hầu, nơi có vị vương gia Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương văn võ song toàn. Bằng sự khôn ngoan và kiến thức thời hiện đại, Thập Nhất Nương dần chiếm được vị trí trong gia tộc cũng như tình yêu của đại tướng quân Từ Lệnh Nghi. Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đều được khen ngợi khả năng diễn xuất, ngoại hình của cả hai cũng hợp với phim cổ trang. Sự kết hợp giữa cặp đôi chênh nhau 16 tuổi khiến khán giả tò mò về khả năng tạo chemistry của hai người. Thời gian gần đây, Trung Hán Lương lộ rõ sự xuống sắc khi đã bước sang tuổi 46. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận nổi tiếng là mỹ nhân hách tuổi nhờ khuôn mặt tròn dễ thương.
Cặp đôi 7X 9X được cho dễ tạo cảm giác chú cháu khi đóng cặp. Cấm Tâm Tự Ngọc là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Chung Hán Lương sau 2 năm vắng bóng. Anh cũng muốn lấy lại cảm tình của khán giả sau thất bại của cô Phương Bất Tự Thưởng. Trong phim mới, Chung Hán Lương một lần nữa vào vai đại tướng quân, khán giả sẽ thấy một màu sắc mới mẻ khác của nam diễn viên. Mỹ Nam từ thời thanh xuân nhưng lại không một ai theo đuổi. Nhìn Chung Hán Lương vẫn mặn mà và cuốn hút ở tuổi 46 thì cũng đủ mường tượng được thời trẻ, nam diễn viên còn mơn mẫn và điển trai đến mức độ nào. Trong thời gian qua, nhiều bức ảnh thuở thiếu niên của Chung Hán Lương đã được đăng tải ngập tràn trên mạng xã hội. Các fan ai nấy cũng suýt xoa khi nhận ra thần tượng của mình cũng là một nam thần vương trường sáng láng và nổi bật như thế. Ấy vậy mà trong một buổi phỏng vấn, Chung Hán Lương từng ngậm ngùi thú nhận, thời còn đi học chẳng có ai theo đuổi tôi cả. Câu nói này của anh chàng khiến khán giả chừng hững, khó hiểu vì với ngoại hình đẹp đến mê lòng như vậy, chắc hẳn Chung Hán Lương phải nhận được hàng tá từ tình mỗi ngày. Tạm bỏ qua chuyện đó, không thể phủ nhận rằng Chung Hán Lương đã và vẫn đang là một trong những nam thần Hoa ngữ, sở hữu nét đẹp không tuổi. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất trong loạt ảnh mới nhất của anh ở phim cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Bức ảnh Chung Hán Lương nắm tay Đàm Tùng Vận được ekip đăng tải dịp Trung Thu đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì nam diễn viên cứ như lão hóa ngược, nhìn trẻ xinh chẳng khác gì lứa tân binh bây giờ. Chung Hán Lương ém thông tin gia đình nhưng bị phanh phui qua một bữa ăn tối. Là nam thần và người mê của Cbiz nên Chung Hán Lương thường xuyên được fan quan tâm về chuyện riêng tư của mình. Không ít người thắc mắc, tò mò về nửa kia bí mật của anh. Liệu ai là cô gái đã cướp được trái tim ông hoàng ngôn tình của họ? Mọi chuyện chính thức được mang ra ánh sáng vào đầu tháng 9 năm 2020 khi giới truyền thông bắt gặp Chung Hán Lương đi dùng bữa cùng vợ tại một nhà hàng. Sau đó, lai lịch của cô nàng bí ẩn này cũng được tiết lộ. Vợ Chung Hán Lương tên là Tài Dịch Hoa, một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới. Cô vốn là chủ một chuỗi công ty thời trang hàng đầu châu Á, sau đó có cơ hội hợp tác với nhiều sao lớn như Trương Tử Di hay Kim Thành Phủ. Theo nhiều nguồn tin, Tài Dịch Hoa là một fan cứng của Chung Hán Lương, vì vậy cô chấp nhận lui về hậu trường để lo lắng cho chồng. Cả hai được cho là đã kết hôn vào năm 2015 và có với nhau một cô con gái. Nhiều năm qua, giới săn tin hầu như không chụp được hình ảnh Chung Hán Lương cùng vợ con. Anh cũng không bao giờ đề cập đến những mối quan hệ cá nhân trong các bài phỏng vấn. Dù xuất hiện cùng nhau, Chung Hán Lương và vợ cũng rất kín tiếng. Họ không đi cùng nhau, tránh nói chuyện cho đến khi rời khỏi.